thư mẹ gửi cho con mùa dịch Covid. Nơi quê nhà mẹ mượn bút ghi thư, ông bà cháu vẫn an bình như bọn trước. Mẹ kể tình hình quê mình làng nước, cô hai xóm trên đi trước ông bà, bệnh nhiều ngày không chịu khai báo ra, bên y tế khám chết là do Covid. Giãn cách ngõ thôn xóm làng chằng chịt, các ban ngành canh chốt trực nhiều nơi. Quá đau lòng không cho viếng con ơi, sai trái lời cấp trên phạt nặng. Quá đau thương cô Tảo tận mưa nắng, lúc di quan lẳng lặng có 7 người đứng trong xa gào kêu khóc mẹ ơi, chia đôi ngã không lời từ biệt. Cảnh đau thương ngậm ngùi không tả xiết, con Covid đâu cần biết lạ quen. Hỡi bà con xin đóng cửa cài then, nếu lỡ ra đi không kèn không trống, ảnh hưởng gia đình lâm nguy đời sống. Cố giãn cách ly vì dòng giống Việt Nam ta, nhà thương Bình Hưng Hòa quá nỗi xót xa. Bỏ gian nguy tấm liệm bà con tắt thở, ôi hồn rương khó tìm xe chuyên chở. Quá nguy nan nào ai mở lòng đâu, xin ơn trời cứu độ lời mẹ cầu. Hết Covid Việt Nam mình hết dịch, đêm đã khuya mẹ dừng bút, mẹ gửi lời thăm các con và cháu, cùng chúc bà con chung tay phòng chống qua mùa dịch Covid. Đắk Lắk ngày 12 tháng 8 năm 2021, tác giả Thanh Long Vlog. Sài Gòn ngày 12 tháng 8 năm 2021, thư gửi thăm mẹ cùng gia đình. Đất Sài Gòn, con ghi thư về thăm mẹ. Chào ông bà nhiều sức khỏe bình an. Nơi con thuê vẫn giãn cách phường làng, nhiều công nhân vẫn đang còn mắc kẹt. Tình hình chung có địa phương tri xét, phòng chích ngừa con đã tét Covid. Cấp rau dưa cùng gạo mắm khoai mì, nhà hảo tâm vẫn đi mà giúp đỡ. Bình Hưng Hòa nhà thương nay khó thở, người ra đi được chở đến lò thiêu. Các ban ngành bao vất vả bao nhiêu, lo hồn xe lo bao điều lây nhiễm. Dòng máu Việt cường họ cùng chung quan điểm, thân xác phàm được khổ liễm nghiêm trang. Xa xa kìa nhìn người thân lạy khóc than, lúc ra đi không xóm làng đưa tiễn. Người ở lại cố ghi tâm mà điều khiển, cùng gia đình cùng nước Việt chung tay. Giãn cách nghe đừng mất mát như hôm nay, hỡi mẹ ơi mùa dịch này khủng khiếp. Hãy chung tay và cố phòng còn kịp, đừng ra đi khi chưa hết kiếp con người. Cố giãn cách ly vì nước Việt yêu ơi, cùng đồng thanh hô vang mừng hết dịch. Cuối thư con gửi lời thăm gia đình cùng bà con trên mọi miền đất nước. Đắk Lắk ngày 12 tháng 8 năm gửi mẹ. Nay con kính bút ghi thư
Sài Gòn tâm dịch quá ư hải hồng, chỗ con tâm dịch phát bồng, nghĩ định 16 vô cùng thông minh, làm con sống phải mưu sinh, xa cha vắng mẹ quê mình tạm quên. Sài Gòn đất lạ ghi tên, công ty nhà máy bốn bên bạn đời, ngày làm 10 tiếng mẹ ơi, bữa ăn giấc ngủ đầy vơi tạm dừng. Nghĩ mà nước mắt rưng rưng, bữa ăn rau quả góp từng đồng dư, ngày 3 rồi đến 14, tiền nhà ra hết sống như thạch sùng. Công nhân vất vả vô cùng, con đau vợ bệnh lùng bùng đôi vai. Ôi thôi tạm nghỉ ngày mai, vì con Covid lây 2-3 người, tháng này nghỉ nữa mẹ ơi. Người dân giãn cách nơi nơi dịch bùng, vợ con tìm cách vẫy vùng, ta về quê mẹ sống cùng nương râu. Xăng xe tả lót gom mau, nước đầm cơm vắt xa nhau. Sài Gòn vượt ngàn cây số đèo non, kê khai y tế lại còn chốt canh. Chỉ thị 16 ban hành, giãn cách nơi dịch trung thành lây nhau. Nhìn con nhìn vợ lòng đau, 10 ngày sinh nở ruột đau 9 chiều. Đường dài cách trở bao nhiêu, bữa cơm thiện nguyện yêu thương dân mình, tặng tiền góp nước mưu sinh, bà con người Việt đồng tình sẻ chia. Dọc đường giấc ngủ đêm khuya, con tim thắt nhịp mẹ kia đứng chờ. Cha ơi con tỉnh hay mơ, bi thương cùng cực đón chờ tương lai. Ông ơi cháu đã thấy sai, đi tìm sự sống ngày mai đủ đầy. Đường dài cháu dừng bước đây, chúc bà anh chị tràn đầy niềm vui. Đường dài đất phước hên xui, hẹn ngày gặp mẹ ngậm ngùi đoàn viên. Kính trời lạy Phật thánh tiên, cầu xin hết dịch bình yên dân mình. Miền đất hứa ngày 12 tháng 8 năm 2021. Kính bút ghi thư, YouTuber Thanh Long Vlog. Vâng, xin thưa các bạn, tất cả những hình ảnh trên video này Thanh Long Vlog mượn trên Facebook, mong tất cả các bạn niệm tình thứ lỗi. Cũng vì chung tay phòng chống dịch Covid nên là chúng ta đồng lòng đồng sức và cùng nhau phòng chống dịch Covid. Các bạn đăng ký ủng hộ để Thanh Long Vlog cũng cố gắng làm những video để chúng ta tuyên truyền lẫn nhau để phòng chống mùa dịch Covid này, cho nó sẽ qua khỏi để trả lại bình yên cuộc sống chúng ta như mọi ngày, phát triển tương lai, phát triển cuộc sống, và chúng ta cũng có một cái niềm hy vọng để cho cuộc sống con cháu của chúng ta. Thì cuối cùng Thanh Long Vlog xin thân mến chào các bạn, chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân mến chào và xin cảm ơn các bạn. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn.